mời quá vui lý quá à. Chờ giả thôi à. Tinh tế nha, có kinh nghiệm nha. Kiếm lên đi nha. Ngưng nhạc. Cái gì kỳ cục vậy? Đang chở khách đi mà làm cái gì mà trút xe một cái là đổ khách xuống vậy? Em chưa thấy ai mà vừa mập mà vừa điệu nhạc luôn vậy á. Cái gì? Điệu cái gì mà điệu? Người ta đi vòng vòng thành phố, người ta vẫy tay, người ta chào bà con hai không bên. Không có đâu, cái xe dày, cái bông dày để dành cho những cô hoa hậu. Đi cạnh em phải người thần thái. Cái người này phải có tiền mới đi với em được. Ủa bộ tôi chưa đủ thần thái sao em? Không, mập lắm, em không chịu đâu. Cần người có điều kiện hơn đúng không? Dạ. Được, vậy thì bây giờ em hãy dắt cái xe này vào trong. Và một lần nữa em hãy tìm được những con người thần thái và có điều kiện ra đây. Vậy thôi, cực lắm. Vậy thì ở đây chào khán giả cùng tranh được không? Dạ được. Và thưa quý vị, Đại Nghĩa và Lê Dương Bảo Lâm xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin. Là Khuôn Mặt Đáng Tin, chương trình của chúng tôi cho đài truyền hình Hồ Chí Minh phối cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Giờ phát sóng bao nhiêu nè, nhớ không? Thì hỏi đi. Hỏi, ủa giờ phát sóng nhiêu vậy nè? Hỏi cái mặt thành tâm hơn chút nữa. Anh Nghĩa ơi, giờ phát sóng của chương trình chúng ta là mấy giờ nè? 21:30 thứ mấy? Hỏi nữa đi. Thứ mấy nè? Thứ năm hàng tuần. Trên kênh HTV7. Wow, chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cái đó nói rồi. Ủa vậy hả? Em chỉ đọc đúng một câu đó thôi. Bởi vậy thôi, để cái vị trí này cho anh. Còn bây giờ thì em cần người thần thái hơn, cần người có điều kiện hơn. Dạ đúng rồi. Anh sẽ giới thiệu cho em biết. Xin mời nghệ sĩ Đức Thịnh và Lâm Vĩ Dạ. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Khoan, ngừng lại. Cho hỏi thăm, cái lý do gì mà đi bình thường không được mà phải xỉa từ bên này qua bên kia? Thật ra thì em đang học phong cách đi catwalk của siêu mẫu Võ Hồng Yến. Rồi cái gương mặt vậy là sao? Giận dỗi ai? Đi thảm đỏ mà giận dỗi ai? Không, đây là thần thái của chị Lý Nhã Kỳ khi đi dự mấy cái giải lớn ở nước ngoài. Ủa, mặt méo giật giật vậy đó hả? Phải giật giật cổ vậy hả? Không phải, tại chị Kỳ á, chị đeo vàng nhiều nên hay bị nện á. Em à, Lý Nhã Kỳ làm được, còn em làm rất kỳ nha. Kỳ nha. Rồi người ta mua cái tay rồi, người ta để cái tay rồi. Trời ơi. Dạ, em bị dọp bẻ. Còn Lâm thì muốn gặp một người đàn ông mà có điều kiện nữa. Dạ, có tài sản nhiều. Em thấy là anh là có tài sản cái bụng thôi à, chứ không có gì trơn. Anh có gì, anh có nè, gì. Anh nói thiệt, anh đang trên đường để mà hoàn thiện cái cơ thể của mình. Dạ. Anh biết là anh còn khiếm khuyết nhiều, nhưng mà anh có ý thức. Mỗi buổi sáng anh đều đạp xe đạp 20-30 cây số để càng ngày càng đô lên gọn mở đi. À. Thôi bây giờ thì mời anh Thịnh nè, mời Lâm nè, dìu con búp bê bị hư này về chỗ giùm em cái. Về đi em. Đó. Có cần mang cái cán cứu thương tới không? Đầu tiên chúng ta sẽ gặp gỡ với Trương Thế Vinh. Xin mời. Ngon lành nhá. Cái gì anh hết hồn nhiên. Giống như là fan cuồng á em. Dạ. Tại nãy người ta muốn gặp một người đàn ông thành đạt mà còn đẹp nữa. Tiếp theo sẽ là một nhân vật mà Lâm Vĩ Dạ đang cố gắng bắt chước học hỏi, nhưng vẫn chưa ra được cái thần thái siêu đỉnh của cô ấy. Hãy cùng gặp gỡ với cô ấy nào. Mở lại. Chị Dạ, trời ơi, em Long Thành Đồng Nai nè chị Dạ. Em rơi chị Dạ lắm, cho em chụp tấm hình nha. Đừng mà đừng. Giật điện thoại luôn, chụp xong giật điện thoại luôn. Vẫn tạo giá. Giật nha, giật điện thoại nha. Thêm một người nữa mà ở đó sẽ có cái sự sang trọng và lộng lẫy. Không ai khác hơn, chính là Simmer.
cho chị Hoàng Kiều. Chị mời có vô lý quá à. Chờ giả thôi. À tinh tế nha, có kinh nghiệm nha. Kiếm em đi nha. Trời, em đi bao nhiêu thảm đỏ quốc tế rồi, nhiều kiểu vậy lắm nè. Thậm chí cũng mặc đồ vest, vest đen, vest tùm lum mới xong rồi ra cứ ê mọi người, superstar đứng đứng đây nè. Nhưng mà tí nữa đưa nem kẹt nha, kêu là trả tiền, muốn mà lấy hình là trả tiền nha. Trời ơi, mặt không đáng tin cậy như chương trình. Đó, hôm nay là ba nhân vật này đều là những nhân vật gọi là có nhiều kinh nghiệm, từ thảm đỏ cho tới thần thái, tới cái sự thành đạt của mình. Vậy thì chúng ta có thể hy vọng rằng ngày hôm nay họ có thể nhìn ra được những nhân vật trong chương trình của chúng ta là như thế nào. Các bạn sẽ có cái quyền lựa chọn về một trong ba đội ở đây. Chị Kỳ đi trước đi. Định nè, em chọn Lê Dương. Yeah. Mặc dù người ta chụp hình em giả dối, em vẫn thích chọn Lê Dương Bảo Lâm. Để em rèn lại, dũa lại cái nết. Dũa lại cái nết. Em ở cạnh để cảm hóa anh à. Còn Yến sao nè? Thôi em chọn người cô gái duy nhất ở trong này đi. Em làm sao vậy? Trời đất ơi, em đứng kế người ta rồi, giống như em dìm người ta rồi còn gì. Thì em có ý vậy mà. Ôi dạ. Không, chị nói dở cái dạng nhìn mà em là thánh thiện lắm luôn á. Bây giờ nó thấy em là không có đáng tin đâu. Ủa gì vậy mà em hiền quá chứ. Em tráo trở quá. Em hiền quá. Dạ chưa luôn á Yến ơi. Thao duyên số rồi, nên về đội với anh Thịnh. Vậy thì chúng ta cứ về đúng cái vị trí của mình. Mặc đã dù lựa là chọn. Em nhường phải không? Nhưng mà mời em hai cô gái duyên đẹp. Số vẫn về với nhau. Yeah. Dạ ơi. Dạ welcome to the yellow team. Thưa quý vị, họ đã có những cái đội hình để sẵn sàng cho cuộc thi ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta sẽ có tất cả là 4 vòng thi. Ở từng vòng chúng ta sẽ khám phá những nhân vật mà chương trình đã lựa chọn một cách ngẫu nhiên, để xem cơ ngày hôm nay đội chơi nào sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của khuôn mặt đáng tin. Nếu chắc kì kêu kêu Lâm ơi số 3 đẹp trai, Lâm ơi số 3 đẹp trai. Số 3 đi em. Số 3. Rồi, trò chuyện bên ấy nha. Hiện tại em đang làm công việc gì? Em đang làm diễn viên ạ. Vậy thì trong cái thể loại phim ảnh ấy, thì em muốn được hóa thân vào cái thể loại dạng vai gì? Em muốn hóa thân thành những nhân vật mà nó mạnh mẽ, mà nó có cái tình cảm sâu bên trong ấy. Vậy thì đã bao giờ em rơi vào một cái vai phải giả gái chưa? Rồi, chữ này là chữ rồi. Rồi, chữ này là chữ rồi nha. Rồi. Tập ở miệng người ta như vậy thôi, trước khi trả lời tao đề ba vậy thôi. À, tại vì em thấy bạn này cái tính cách của bạn rất là nam tính, rất là đàn ông. Nhưng mà khi mà hỏi được câu này, anh Nghĩa hỏi đi, em là bạn đó nè. Bạn gì đó ơi, bạn đã từng phải đóng một vai giả gái chưa? Chưa. Là cái mặt sẽ giật và chưa. À. Tại vì có những người diễn viên mà không bao giờ giả gái, sợ, rất là sợ giả gái. Còn nếu anh hỏi em đi ạ. Lâm, em đã từng giả gái chưa? Dạ nhiều lần ạ. Chị em hỏi anh thử cái Lâm. Dạ, anh Nghĩa ơi, anh đã từng giả gái chưa? Ê hề. Anh Thịnh ơi, anh đã từng giả gái chưa? Anh tôn trọng khán giả. Đó, em nghĩ cái gu này gu anh Thịnh nè. Chưa giả gái đâu. Kỳ, em nghĩ sao Kỳ? Chưa, tại vì cái nét bạn này rất là đàn ông, rất là men. Em thấy gương mặt này giả gái hợp nha. Khi mà nói dụ mà đóng giả gái thì mà cái người quá nam tính như bạn này sẽ có cái gì là phải hơi mắc cỡ liền. Bạn này bạn thấy không có mắc cỡ, có nghĩa là chưa đóng đâu. Anh ơi, chưa kịp mắc cỡ, cắt hình rồi anh. Chỗ đáp án nào? Em là không. Chị ủng hộ. Bạn này là nam rặt. Em chốt đáp án là bạn này không bao giờ giả gái và không có ý định giả gái đến suốt cuộc đời này luôn. Dân, bạn mẹ quá vậy. Bạn mẹ quá vậy. Dân, người chốt đáp án không phải là em. Mời Lý Nha Kỳ. Đồng ý luôn. Đồng không ý. Bao giờ giả gái. Rồi, bây giờ để xem coi đáp án là như thế nào. Mời em trai. Từ lúc em đi quay đến giờ thì cũng chưa có lời đề nghị nào. Vậy thì nếu bây giờ có một cái cơ hội dành cho em, đạo diễn yêu cầu em là sẽ giả gái và đóng cặp với anh Lê Dương Bảo Lâm thì đúng. Em có đồng ý hay không? Em sợ sẽ có nhiều người đàn ông mê em, đặc biệt là em sợ anh Lê Dương Bảo Lâm mê em. Gái đầu đinh thì đúng không chịu. Em chịu gái đầu đinh đâu. Thôi. Và 500 điểm sẽ thuộc về đội Lê Dương Bảo Lâm, Lý Nhã Kỳ. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm.